Rồi, hello, shop phụ tùng xe máy Hồng An lại kính chào cả nhà. Và Hồng An chúc anh em một ngày chủ nhật luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Và đây là shop phụ tùng của xe máy Hồng An, chuyên mua bán kinh doanh các loại xe phụ tùng đủ chủng loại cho anh em mình đang cần những chiếc xe để đi cái dịp Tết này nha anh em. Anh em thợ thầy mình cũng đang ráp cho những anh khách hàng, thì nếu mà đang cần những cái phụ tùng theo xe linh kiện, hàng theo xe tuyển chọn, thì shop mình chắc chắn là đạt được cái tiêu chuẩn tiêu chí cho anh em thợ thầy mình về mình ráp nha. Trước tiên anh em mua hàng tại shop mình đều được bảo hành 3 tháng sử dụng, tất cả các sản phẩm nha đều được bảo hành 3 tháng sử dụng, một đổi một. Trong quá trình sử dụng anh em có bị trục trặc vấn đề như shop mình đã cam kết thì bên shop mình sẽ đổi trả cho anh em một đổi một cho anh em mình dùng. Bên shop mình nói chung là không thiếu mặt hàng nào nha anh em ha. Anh em cần những cái bộ niền nè, quay thái, rim thái, alpha, spare hoặc các loại đùm, đùm của rim, đùm của quay, đùm spare, filter 1, neo kim, neo cơ, GT, RS, đủ chủng loại cho anh em mình dùng, tất cả các loại đùm. Bên shop mình có những cái cặp đùm cũng có sơn sẵn, dặm giả zin cũng có, và những sản phẩm theo xe cũng có. Nói chung là không thiếu món hàng nào nha anh em ha, kể cả rim lùn 94, rim lùn 99, các đời rim, các đời quay pha super, các đời neo, neo kim, neo cơ, phiêu ít, phiêu neo, đùm lẻ bên mình đều có. Và đều là những mặt hàng đẹp cho anh em ha. Đùm bên mình bán là bạc đạn, là trước tiên là không có đóng bạc đạn, và tăng bùa là phải còn dày, không có bị rơ, bị lỏng, không đóng sơ mi. Các đùm mà mình bán cho anh em kiểm tra mà có đóng qua sơ mi, bên shop mình sẽ hoàn trả đủ tiền cho anh em. Và anh em mình cần những cái bộ mà filter 1, quên pha super, hàng đẹp theo xe, tháo xe đẹp, bên shop mình cũng có nha anh em ha. Độ mới trên 90% lận nha anh em. Những cái bộ đùm rim nè, để sẵn nè, hàng tháo xe đẹp nè, đùm quay nè, quay thái đó anh em, đều có sẵn bộ bộ cho anh em ha. Những cái má đùm rim cũng có luôn nha anh em. Anh em nào cần ráp những con xe mà theo cái tiêu chí là xe đẹp, xe dựng đẹp đó, hàng đẹp thì bên shop mình đều có hàng cho anh em mình dùng hết. Anh em nào cần những cái món hàng mà đã dặm sẵn giả zin, anh em về ráp xe dọn, ráp lên cũng là hợp với khả năng anh em mình chơi luôn. Bên shop mình dặm đẹp ha, anh em mua về chỉ có ráp thôi, dặm giả zin đó anh em, rất đẹp, chỉ có phớt nhẹ những cái màu anh em nhìn nè, màu như màu zin, 90 như màu zin nha. Anh em mua về không cần sơn lại đâu anh em, tốn tiền tốn kém. Anh em mua tại shop mình có sẵn những cái sản phẩm sơn sẵn rồi ha, dặm sẵn rồi, anh em mua về chỉ có ráp thôi. Tất cả các đời xe, các đời đùm bên mình đều có, và các loại niền, quay thái, rim thái, thái Honda mình vẫn có hàng cho anh em mình luôn nha anh em ha. Và anh em cần những cái đồ đạp thắng nè, anh em vô xe zin, xe dựng, xe dọn bên mình đều có hết, từ đẹp tới trung bình khá đều có nha. Các đời cần số luôn nha, cần số đều có luôn, quay pha super rim, quay thái, filter 1, rim thái mình đều có hết, cần số giò đạp mình đều có hàng ha, kể cả filter neo, filter ít, RS, VS mình đều có hết, cần số mình nhiều lắm anh em ơi. Anh em muốn ráp cỡ nào bên mình đều có mặt hàng cho anh em mình ráp hết, anh em cần hàng cỡ nào bên mình đều có nha. Cần số nè, của quay alpha nè, filter 1 nè, quay thái 99 2000 nè, cần số của neo nè mình đều có nha. Cần số của rim nè, quay thái 99 nè, đủ cỡ hết. Anh em ráp xe tầm nào bên shop mình đều có, ráp xe để đi phổ thông mình đều có hàng, ráp xe đẹp mình đều có hàng nha.
và các loại chống ngang nè, chống ngang của Neo nè, Wenfa nè, Rim nè, tiêu một nè, mình đều có hàng nha anh em. Nói chung là sản phẩm mình là bán là trước tiên là từ khoảng 60% đổ lên, chứ không có bán những cái sản phẩm nó kém quá nha anh em ha, kém quá nó mòn quá thì bên shop mình không bán nha. Ít nhất cũng phải từ khoảng 60% độ mới trở lên thì bên mình sẽ bán cho anh em. Giá cả tùy theo độ đẹp và cái sản phẩm của mình mua. Các loại đập thắng nè, WS, RS, Alpha, Fuel 1 mình đều có nha anh em. Nhìn cái gai nè anh em, cỡ này không nha anh em ha. Còn những cái gai mà mòn quá thì shop mình không có bán đâu anh em. Ít nhất cũng phải gài như nó còn mới trên 70% đó anh em, mới độ 70% thì bên shop mình mới bán cho anh em ha. Còn những cây đập thắng mà nó mòn qua bên shop mình bỏ hết anh em, không có mua, không có tháo đâu. Kể cả giò đạp cũng vậy nha, giò đạp cao su là phải còn ok hết, và cái thân của nó phải còn xanh xanh nha anh em ha. Giò đạp Neo nè, quay SRS Alpha, rim Thái mình vẫn có nha anh em ha, rim Thái Super, Fuel 1, quay Thái, anh em cần cái alo cho mình, đủ hàng hết nha anh em, không thiếu nha anh em ha. Rồi tiếp đến là những cái gắt chân nè, gắt chân nhôm nè, của quay S nè, rim lùng nè, Fuel 2 nè, Alpha nè, quay Thái nè, Fuel Neo nè, Fuel X nè. Nói chung không thiếu nha anh em ha. Nói chung là độ đẹp cũng từ khoảng là 70% trở về trước trở lên đó anh em ha. Và những sản phẩm mà nó bị chày, bị mớp và nó bị cong vên là mình không bán nha. Đặc biệt là những cái lỗ này còn đẹp hết, không có cong vên nha anh em ha. Cong vên là không bán. Đã kiểm tra hàng mà quay trên kênh là phải còn ok, cong vên chày mớp bên mình không bán ha anh em ha. Nó phải còn đẹp như vậy đó anh em, các lỗ phải còn tròn ha, không bị quịch nha anh em. Mặt nhôm là phải còn đẹp, bóng sáng, không có bị chày, bị mớp. Sản phẩm kém chất lượng là bên mình không bán đâu anh em, yên tâm mà dùng anh em ha. Kể cả những sản phẩm Neo cũng vậy luôn nha, đều là còn mới trên 70% hết mình mới bán cho anh em. Rồi có những cây gác chân ngang củ rim, Wenfa, Fuel 1, quay Thái, RS, WS mình đều có hết nha anh em ha, các dòng Neo luôn nha anh em. Sản phẩm cỡ này thì mình mới bán nha anh em ha, những cái cây mà cong đụng là không bán nha anh em, đều là những cây tháo xe là còn ngay thẳng nha anh em ha, nói chung là còn ngay thẳng hết anh em ơi, ngay thẳng hết. Cong vên là không có bán nha anh em. Rồi ghi đông cũng vậy nha anh em ha, ghi đông là quay Thái nè, rim Thái nè, ít nhất cũng phải còn 7 màu nha anh em ha, vàng khè mới bán nha anh em. Ghi đông mà cong vên là không bán nha anh em ha, đâm đụng té ngã không bán nha. Ghi đông của quay A, quay RS, quay S, quay Alpha mình đều có. Rồi các loại chẵn ba ha, chẵn ba rim nè, chẵn ba là bao ngay thẳng ha anh em ha, ngay thẳng, răng cỏ còn nguyên, không có đóng sơ mi, không có dâm cổ, kiểm tra đầy đủ hết mình mới bán cho anh em. Rồi các loại chống đứng cũng vậy nha, chống đứng nói chung là cây nào cây nấy là đều ok nha anh em ha. Lỗ là nói chung là lỗ chống là phải còn ngon, không có bị quát lỗ nha. Đặc biệt là những cái chân đó anh em phải còn dày, những cái chân mà mòn mà khuyết là không bán nha anh em ha, nó dê chai hết. Kể cả cây rim anh em thấy không, rim hàng cỡ này đó anh em, rim Thái là cây vip vip không anh em, không mòn chân nha, không mòn chân, không mòn gối, dựng lên là phải đứng thẳng nha, không có bị sụp bị sẹo nha anh em ha. Thì những cây chống bên mình đều chọn lọc rất là kỹ rồi anh em. Anh em cần những dây điện sườn nè, quay Alpha, quay Thái, Fuel 1, Fuel Neo mình đều có nha, còn là vô gói sẵn hết nha anh em ha. Còn đẹp hết nha anh em, không cắt, không nói, không đấu nha, còn nguyên zin hết. Các loại đùm anh em ha, đùm ở đây đợi có đùm Fuel 2 nè, những cái má đùm lẻ rồi anh em. Và các loại đèn anh em ha, đèn Fuel 1 nè, đèn Super nè,
đèn phiêu xạ neo nè, à, đủ loại đèn hết, alpha, ZX, rim thái, à, đủ loại đèn, à, anh em cần IC sạc lửa của rim quay đầy đủ, mình có hết nha anh em, rim thái, quay thái đầy đủ hết nha anh em ha, alpha đủ hết, dây điện, dây chui đầy đủ hết nha anh em, các loại sạc luôn nha anh em ha, đủ loại sạc hết, à, IC sạc của dòng FI anh em, à, FI của FuelSoft rồi đó, mình có đủ hết nha anh em ha, à, sạc lớn sạc nhỏ đều có đủ hết. Rồi các loại mặt đồng hồ, mặt đồng hồ quay alpha, ZX, quay 100, RF, Fuel 1, rim, neo mình có luôn nha anh em ha, neo GT, GFI mình có hết, đồng hồ điện tử mình vẫn có nha anh em, à, và các đời cùm luôn nha anh em ha, cùm rim, cùm quay S, quay alpha, quay thái mình đủ hết, không thiếu đây anh em. Nói chung ở đây là những cái sản phẩm đẹp mình để trong bên trong tủ anh em ha. À, kiến rồi đuôi đèn quay thái 110, hàng đẹp đẹp không mình để qua một bên. À, để nó lỡ bị chày bị mớp nó uổng lắm anh em ha. Hàng VIP mình để qua một bộ bên nha anh em. Rồi, đến là nói chung là gấp. Gấp rim toàn là hàng đẹp không nha anh em ha. Gấp rim ở đây gấp sơn zin không nha anh em. Còn mặt còn tem đầy đủ hết. Đặc biệt gấp mình bán ở đây á, là những cái bạc thao là mình không có đóng nha anh em ha. Kiểm tra nha, tất cả các gấp tại shop mình bán ra cho anh em, những cái bạc thao này nè phải là còn nguyên zin, chưa có đóng, chưa có ép bạc thao lại nha. Bạc thao gấp mà đóng mở ra một lần là nói chung xài rất là nhiều mới đóng mở nha anh em ha. Còn mình lựa những cái gấp là gấp zin, bạc thao zin hết, cái độ chắc nó rất là bền anh em. Anh em chạy chiếc xe nó không có bị sàn bị lắc nha anh em ha. Bạc thao mà đóng lại xài không bền nha anh em. Bạc thao của hãng đó anh em, nó mới bền. Anh em chở 2 chở 3 nó rất là thẳng băng, không có bị bể cao su bên trong ha anh em ha. À, gấp là phải kiểm tra bạc thao. Bạc thao mà thay qua rồi thì chạy không ngon đâu anh em. Vì gấp nó xài rất là nhiều nó mới thay bạc thao thôi. Còn gấp mà gấp zin là bạc thao phải zin, chưa bị quát lỗ giống như phuộc anh em ha. Những cái chân phuộc cũng vậy thôi, nó bể cao su hết thì làm sao mà ngon được anh em, đi rất là nhiều ha. À, ở đây gấp rim nè, à, anh em ráp cho xe 100 ngoài triệu mình cũng có gấp nha anh em ha. À, vài chục triệu cũng có, ráp xe đẹp cũng có, gấp xe vừa cũng có, đủ giá hết cho anh em. À, đặc biệt là sơn zin nha, sơn zin và không có bị mục bị mọt nha, bên mình bán gấp đẹp không nha anh em ha. À, kể cả những cái gấp RSX nè, màu đen mình vẫn có nè. À, gấp RS nè, Super nè, à, Fuel 1 nè, mình đủ hàng hết anh em. Anh em nào mà gấp sẵn muốn bộ bộ, mình có sẵn bộ bộ cho anh em luôn ha. À, quay alpha nè, ZX nè, Fuel 1, quay thái nè, Fuel neo nè, anh em muốn một bộ mình có bộ luôn. À, anh em muốn lẻ mình bán lẻ cho anh em, anh em muốn cặp te lẻ mình vẫn có cặp te lẻ nha. À, đủ cặp te hết, quay A212, 213, Super, 201, 202, à, đều có hết, ráp bộ bộ cho anh em luôn. À, đúng bộ của nó đó anh em ha. Anh em muốn lẻ mình vẫn bán lẻ cho anh em. Và tiếp đến là những cặp bánh căm anh em ha, bánh căm mình cũng ráp sẵn bộ bộ nha anh em. Anh em muốn bộ quay alpha hay ZX hay là Super rim hay là rim thái, quay thái mình có sẵn bộ hết. Fuel 1 mình có sẵn bộ hết nha anh em ha, cùng một bộ tháo xe ra anh em, nguyên một bộ như vậy đó, hàng đẹp mình tháo xe ra mình để nguyên. À, còn cái nào mà nó lẻ lẻ thì mình tháo rời ra. À, anh em cần đùm mình có đùm, anh em cần căm mình có căm, anh em cần niền mình có niền. À, niền lẻ mình vẫn có, đùm lẻ mình vẫn có, anh em muốn mua bộ mình vẫn có luôn ha. Bộ là trên chiếc xe tháo ra trên chiếc xe đó anh em, bộ bộ như vậy đó anh em ha. À, còn những cái bộ lẻ thì mình, những chiếc xe nó còn cái nào đẹp thì mình rã nó ra mình giữ lại, những cái nào xấu mình bỏ, chẳng hạn như niền mục thì mình bỏ, căm thì mình giữ đó anh em. À, ở đây có những cặp mâm Vio nè, 2018, 2020 nè. À, có cặp mâm Osiris nè, mới còn trên 95% nha anh em ha, tặng luôn vỏ cho anh em luôn, vỏ ruột luôn anh em, còn mới lắm anh em ơi, mới trên 95% đó anh em, Osiris á. À, có cặp bánh quay thái thắng đĩa nè, nguyên cặp phía sau luôn nha anh em ha, cùng một bộ luôn nha anh em, đầu theo xe.
Rồi ở đây có những gác chân ngang, chẳng hạn như quay pha, quay thái, hàng đẹp mình để qua một bên. Phiêu 2, neo, gác chân dài, quay thái 110 đó anh em, mình để qua một bên. Quay thái 100 nè, nói chung hàng đẹp á, xe đẹp mình tháo qua một bên anh em. Anh em muốn mua lẻ thì mình có bộ lẻ bên đây. Còn đẹp phiêu 2 đẹp mình có để một bên anh em, đó, hàng đẹp 800 ngàn đó anh em, phiêu 2 đó. Còn đây là hàng trưng bày anh em ơi. Đây là những cái hàng mẫu trưng bày mình mua của hàng như hàng tồn anh em. Hàng hồi đó người ta còn bán để bây giờ mình để giữ lại để mình phân biệt được cái mẫu hàng đó anh em, chứ mình không bán nha. Cái sản phẩm mình này mình để chỉ che để chân thôi. Để mình chân mình nhớ, mình làm mã những ký hiệu của nó thế nào là hàng theo xe. Mình phân biệt được giữa cái hàng tốt và hàng xấu anh em. Nói chung thì mình mua bán cũng mới và mua bán đây thôi. Mình phải có những cái hàng mẫu, những chiếc những cái hàng mà tháo xe hồi đó hoặc những cái hàng mới hồi đó đó, mình giữ nó lại anh em, để mình phân biệt được thế nào là hàng theo xe và thế nào là hàng mới, thế nào là hàng tồn, để mình có những cái thông tin thông số của nó rồi mình mới bán được, mình chính xác cái giá cả rồi cái sản phẩm mình bán cho anh em, mình biết được thế nào là hàng tồn, hàng mới, hàng theo xe, hàng tháo xe. Mỗi cái hàng nó đều có mã riêng anh em ha. Chẳng hạn như cao su nè, cao su tháo cao su hàng hồi đó nè, gắt chân nè, nó đều nhiều có những cái ký hiệu, những cái mã riêng của nó đó anh em, kể cả bố thắng luôn nha anh em ha. Những cái má đùm, những cái phuộc mình đều có hàng hết. Mình chỉ để chân thôi, chân để sẽ lâu lâu khi mình quên đó, mình mua sản phẩm nào đó mình coi lại cái mã của nó anh em. Mình nhớ cái mã của thằng quay thái 99 tháng đùm, cái mã đó là mã nào. Rim cũng vậy luôn nha anh em, nó có mã hết. Còn đây là những cặp phuộc quay thái nè, 110 nè, những cặp phuộc của quay, nói chung là quay này là dành cho neo anh em ơi. Quay mà quay y đồ anh em, ti có 8 ly những cái hàng này hàng hồi đó nè, hàng bên thái đó anh em. Mình cũng để chân thôi, không bán nha anh em ha. Nó y như của neo anh em, neo là mình xài 10 ly ha, nhưng mà riêng cặp phục này nó 8 ly thôi anh em. Đời này đời 2005 anh em, những cái phục mà phục của Thái đời 2005 2004 đó, nó có những cái chân phục có chỉ có 8 ly thôi. Anh em neo là mình xài chân ti 10 ly, còn Thái là xài 8 ly. Mấy đời đầu của anh em ha, mình cũng để chân thôi, không có bán anh em. Ở đây là phục phiêu sò 1, nó đủ phục hết cho anh em ha, super rim, rim thái. Còn phục trước là của neo, quay đĩa 110 đùm, quay pha ZX phiêu 1, đủ loại ha. Có phục của Jupiter nè, phục Sirius nè. Và đây có tai dây heo nè, của Sirius nè. Những cái dòng xe ga Alac nè, SH Mod nè, mình bán nguyên bộ như vậy đó anh em. Nó rẻ lắm anh em ơi. Anh em cần bộ tai dây heo của SH Mod nè, tai dây heo của Alac 125 nè, tai dây heo của Vision nè, tai dây heo của Sirius nè, mình có luôn nha anh em ha. Và các loại nhúng nha anh em, nhúng xe ga mình có đủ nha anh em ha. Alac, Vision, SH Mod, Alac mẫu cũ, mẫu mới ha, đầy đủ hết nha anh em. Phục Jupiter mình vẫn có luôn nha anh em ha. Jupiter, Sirius, phục trước, phục sau mình có đủ hết. Thì nhúng ở đây là nói chung là đều bảo hành 3 tháng dùng cho anh em hết. Rim thái, quay thái, phiêu sò neo, đủ loại ha. Alpha, phiêu 1. Nhiều mặt hàng lắm anh em ơi. Và có những mặt hàng sơn lại đẹp cũng có nha anh em ha. Anh em nào cần mặt hàng mà nó sơn giả zin đẹp đó, bên shop mình vẫn có những mặt hàng sơn sẵn hết. Như zin đó anh em, chẳng hạn như cái rim này nè. Sơn sẵn nè anh em ha, rất đẹp. Nhưng mà ti zin nha, chưa phục hồi, chưa chạm nha, nó hơi chày, hơi xấu. Thì mình shop mình đem đi sơn lại ha, cho anh em mình về ráp đẹp luôn. Chẳng hạn như một cây quay thái 110 thắng đĩa nè, nó hơi xấu nè, mình sơn lại đó anh em. Còn những cây quay 110 sơn lại nè, mình cũng có sơn lại nè, thắng đùm nè anh em. Sơn giả zin đó anh em, thấy không? Anh em về đẹp. Nó giả zin đó anh em, giữ là những cái chày ha. Còn những cái nó xấu quá thì mình sơn lại thôi, không phải sơn hết nha anh em. Đều là ti zin hết, chưa phục hồi, chưa chạm nha anh em thấy nè. Ốc ti nè, nó còn cạnh bén lắm nha anh em ha, chưa dấu mỡ, chưa gì nha anh em. Là ti zin hết.
rất đẹp anh em ha. Còn những cái mà ốc này ốc thai rồi là nó sẽ mới và sẽ có dấu dặn nha anh em. Còn viên những cái viên đó là chưa có dấu dặn, cạnh còn bén anh em ha. Đó, chưa châm dầu luôn mà anh em. Đó, những cái nhúng anh pha ZX 110 đời cao anh em ha, đều có hàng hết. Rồi tiếp đến là những cây bô, nói chung bô đây mình không thiếu cho anh em ha. Bô quay thái 110 từ đẹp tới vừa, bô riêng thái cũng vậy, 2 triệu mấy, 4 triệu mấy, 8 triệu mấy, quay thái cũng vậy cho anh em ha. Quay thái là nói chung là 6 triệu cũng có, 8 triệu cũng có, đủ loại giá, đủ loại bô ha. Bô đẹp cho anh em ha, tiếng là tiếng zin nha. Bô ở đây bán là chưa có bị móc bể tiếng nha, vẫn giữ tiếng lại. Có những cây 2 triệu rất là rẻ ha, chỉ có hàng cổ thôi cho anh em. Bô rim anh em 2 triệu một cây đó. Rim thái 95 luôn, chỉ có hàng cổ thôi đó, 2 triệu một cây. Bị mớp chút xíu anh em, vẫn bị mớp nha anh em ha. Đó, có những cây bô quay RS 207 nè, đó rất đẹp. Bô này mình chưa chà chưa rửa nha anh em ha, còn như mới anh em. RS đó anh em đó, thân bô như mới luôn, 207 đó. RS quay A bụng 206 207 xài được nè anh em. Đó, rất đẹp, đúng đời 207 nè anh em. Đó, anh em muốn dùng bô có dĩ thì mình vẫn có những cây bô có dĩ nè. Đó, có dĩ ngoài anh em 209 210 212 213 vẫn xài được anh em ha. Tiếng bao hay luôn nha anh em ha, tiếng zin không nha. Ở đây bô bán cho là tiếng zin nhẹ, đặc biệt là không có ra khói đen khói trắng nha anh em ha. Bên trong là bô là phải sạch sẽ, không có bị đóng ten đóng khói bên trong nha. Đó, ráp lên là bao tiếng zin ấm hay, không có bị bể tiếng. Không đúng, bên shop mình một đổi một cho anh em, hoặc đổi hàng đủ tiền cho anh em luôn. Đó, có những cây bô super nè, super nó có cái dĩ nè, bô đời cao nè, super có dĩ nè anh em. Đó, 206 nè. Đó, rồi quay pha nè, quay pha nè, 202 nè, còn như mới luôn nha anh em. Đó, bao tiếng hay, đúng 202 nè. Bô phiêu 1 nè anh em, 203 nè, phiêu 1 203 nè, 201 nè anh em. Đủ loại bô phiêu 1 hết nha. Cặp bô này đẹp lắm nha anh em, quá đẹp ha, phiêu sờ 1 nha. Có một cây bị móc nè, móc khói đây nha anh em ha. Tiếng vẫn hay nha, cây này rẻ nha anh em. Rồi những cây bô neo nè, cây bô của phiêu 2 nè, còn mới, rất là mới, mới trên 95% luôn cho anh em. Cái bô phiêu 2 nè anh em, bô của Thái nè. Bên trong là cái bô của phiêu sợi ít nè. Cỡ này đó anh em. Bên đây muốn anh em muốn bô rẻ, bên đây nó sẽ rẻ hơn chút xíu. Có những cây bô neo GT, NFI bắt dĩ đó anh em. Nhưng mà bô zin nha, không có hàng không móc nha anh em ha. Có cái bô Suviva nữa nè anh em. Cái bô này bô zin nè, Suviva nè. Còn bô neo là đẹp cho anh em ha. Bô neo nói vậy rất là đẹp nha anh em. Nó có cái dĩ nè, cho anh em giáp cho neo GT nè, bánh mâm nè, và những dòng FI đó anh em. Đó, đều nó đều có dĩ hết. Anh em mình dùng nó dễ anh em ha. Đó, đủ chủng loại hết cho anh em. Đó, có cái bô M2 nữa nè anh em, bô rim M2 nè. Đó, hàng cổ thôi anh em, không móc anh em ha. Đó, giá rẻ luôn nha anh em. Đó, một cái bô rim nữa nè. Đó, cũng là một 1985 nè, không móc nha anh em ha. Đó, đẹp nhưng mà bị mớp anh em ơi ha, bị mớp chút xíu ở phần dưới nè, phần đáy nè, 2 triệu thôi, cổ zin luôn anh em. Đó, rất nhiều bô anh em ha. Đó, giá hợp lý cho anh em mình chơi, đủ giá hết. Anh em mà ráp cho xe đi cài phổ thông, bên mình vẫn có những cây bô rẻ. Anh em muốn ráp xe đẹp, xe VIP, bên mình vẫn có những cây bô VIP. Đó, đủ giá đủ gì hết anh em ha, không thiếu nha anh em ha. Rồi tiếp đến là những cái lốc nhôm của rim Thái, super, quay Thái, quay pha, bên mình đều có nha. Anh em muốn đẹp cỡ nào bên mình đều có hết, lốc đẹp lốc zin ha. Còn những cái lốc xấu bên mình bỏ qua một bên anh em. Lốc xấu là bữa nào là mình bán solo hết cho anh em mình về sơn, lấy phôi gì đó anh em. Những cái lốc đẹp để trên đây hết cho anh em ha. Rim Thái super, phiêu 1, phiêu neo,
ZX mình đều có hàng hết cho anh em ha. Nắp đuôi cá, nắp lửa, nắp nồi mình bán lẻ cho anh em luôn. Rồi đầu lòng thì khỏi nói rồi. Đầu lòng ở đây là thuộc dạng hàng sưu tầm không cho anh em ha. Xe nào xe nấy rã ra trên chiếc xe 30-40 ngàn cây không anh em. Đâm ra giá rất là chuẩn và chất lượng, bảo hành dùng tới 6 tháng được nha anh em ha. Những cái đầu lòng dên lửa bên đây mình bảo hành dùng 6 tháng hết. Tất cả về liên quan tới máy, anh em nhớ Hồng An nói nè. Anh em dùng trong cục máy liên quan tới máy, bên shop mình bán những phụ tùng, chẳng hạn như đầu lòng hoặc những cây dên hoặc bộ nồi, là 6 tháng dùng cho anh em bảo hành. Trong 6 tháng anh em dùng có ra khói hoặc bị cháy cam cò, vũ đuôi bê tông, bên shop mình một đổi một hoặc trả đủ tiền cho anh em nhớ nha. Những bộ đầu lòng quay pha cũng vậy, quay thái cũng vậy, trim thái cũng vậy ha, future nail cũng vậy nha anh em ha. Kể cả những hàng theo xe đẹp hoặc hàng theo xe, nói chung là quay pha, quay S, RS cũng vậy, super cũng vậy nha. Mình bán nói về máy là bảo hành từ 6 tháng trở lên. Mình tuyên bố một câu cho anh em ha, từ 6 tháng trở lên nha. Đầu lòng dên lửa nồi đó đều bảo hành 6 tháng cho anh em mình dùng hết. Dên số lửa anh em dùng thoải mái chưa anh em? 6 tháng anh em mình dùng miễn phí rồi anh em ha. Đó, có trục trặc, bị chết lửa, bị hú số, ré dên, lột dên, kêu cam cò, ra khói, hở bạc, vũ đuôi, shop mình một đổi một cho anh em. Hoặc nếu không có hàng trả đủ tiền cho anh em luôn. Hồng An chơi lớn nha, biết sao lớn anh em. Đó, những bộ nồi cũng vậy nè, nồi dán cũng vậy, nồi thay bố lá cũng vậy ha. Ráp là bao êm nha, không hú không giọng nha, nhóm nhóm nhích ra là bay bay nhóm nhóm nha. Những bộ nồi mà thay bố rồi đó, anh em dùng nói chung là không bao giờ mà nó bị tuột đó anh em ha. 6 tháng dùng rất là bền luôn nha anh em, giá rẻ bền. Những bộ nồi đặc biệt mà bên shop mình đã canh bố lại, thay bố lá lại, canh càng lại thì dùng nói chung là vô địch ha. Nhích ra là bay bay nhóm nhóm, bảo hành dùng 6 tháng trở lên, êm ru. Đó, vì sao anh em? Vì ở đây mình bán cho anh em những bộ nồi, những bộ số, những bộ lửa, những bộ dên đều là những chiếc xe bên shop mình tự tay rã ra trên những chiếc xe mà nói chung là xe sống, mình làm ăn là nói chung là làm chuẩn anh em ha. Mới dám khẳng định một điều, bảo hành anh em mình dùng 6 tháng trở lên là có một cái mục đích, có một cái chuẩn chỉ là mình đã rã xe sống xuống, mình đã test rất là kỹ. Đó là cái giá nó không thể bì được những sản chỗ khác nha anh em ha. Giá bên mình bán những bộ đầu lòng nói chung là 3 triệu mấy, 4 triệu một bộ không nha anh em ha. Nhiều khi những cái lòng của rim á 4 triệu cũng có, mà 4 triệu mấy cũng có nha anh em. Những bộ đầu rất là mắc anh em ha. Vì những chiếc xe này không ăn khẳng định một điều, từ tầm 40 ngàn cây đổ lại nha, không có hơn nha. Rã từ những chiếc xe từ 40 ngàn cây, nhiều chiếc 20 mấy ngàn cây, nhiều chiếc 30 mấy ngàn cây không à. Đó, năm ra anh em dùng thêm, thật sự anh em dùng mà nó đã ráp vô mà nó chịu anh em ha. Anh em đi 2 năm 3 năm bình thường, chứ đừng nói 6 tháng là quá thừa anh em. Dùng 1 năm 2 năm là bình thường luôn nha anh em ha. Vì những con xe có 30-40 ngàn cây, anh em nghĩ đi, đồ nó rất là mới, còn tuổi thọ rất là cao. Đó, năm nay giá mình bán thật sự nhỉnh hơn chỗ khác từ 500 đến 1 triệu, nhưng mà nó lại bền, bảo hành anh em mình dùng thêm 1 năm 2 năm là bình thường nha anh em. Đó, nói chung là giá cả Hồng An bán mắc hơn, nhưng mà bù lại vì những chiếc xe đẹp, xe rã ra đều là những con xe đi ít, mình mới dám khẳng định một điều, anh em mình ráp chạy rất là chuẩn luôn nha anh em ha. Đó, thì anh em cần sản phẩm nào cứ để lại nhắn tin, mình sẽ báo giá cho anh em và chụp hình chi tiết rồi gửi cho anh em mình nhận hàng y như sản phẩm mình đã chụp cho anh em mình như vậy đó anh em ha. Vì bảo hành dùng anh em dùng 6 tháng anh em miễn phí, qua 6 tháng sau anh em mới bắt đầu mình mới trả tiền món hàng mình dùng cho anh em. Anh em rất là có lợi nha. Anh em mua sản phẩm mình được dùng 6 tháng miễn phí, vì trong 6 tháng đó nó có trục trặc, bên shop mình sẽ một đổi một mà anh em. Nếu không có hàng đẹp như vậy mình sẽ hoàn đủ tiền cho anh em luôn. Anh em nghĩ đi, mua sản phẩm là dùng 6 tháng miễn phí đầu rồi, 6 tháng sau mới thật sự mình chịu trách nhiệm cái sản phẩm mình dùng đó anh em. Có ai bán hàng được như vậy đâu anh em, không ai có hết nha anh em ha. Chỉ riêng shop xe máy Hồng An
mới dám làm được điều này. Vì sao? Vì mình là một người chuyên môn về máy, từng một người thợ, và đã từng trước khi xuống cục máy này mình chạy thử, test thử, cảm nhận thử, rồi mình mới dám gã nó ra và cam kết bán cho anh em mình dùng, chứ không có mua bừa, mua bậy, mua tháo, mua bỏ nha anh em ha. Đồ ở ngoài rất là nhiều nhưng mà nó rẻ hơn Hồng An cũng rất là nhiều, cũng có nha anh em. Nhưng mà anh em dùng thử rồi anh em sẽ cảm nhận. Cái clip này nói chung mà mình sẽ nói chia sẻ giao lưu thôi. Anh em cảm thấy đâu rẻ anh em cứ mua, dùng rồi cảm nhận, sau vài tháng hoặc một năm nữa anh em sẽ, trước sau gì anh em cũng sẽ mua đồ của Hồng An thôi. À, anh em cứ thấy chỗ nào rẻ cứ mua, cứ dùng thử đi, rồi trong vòng nửa năm, vài ba tháng sau này, một năm nữa anh em sẽ trở về shop Hồng An anh em mua thôi anh em. Anh em không mua đâu được, hứa với anh em luôn ha, không thể nào anh em mua ở đâu được, trước sau gì anh em cũng phải trở về shop Hồng An mua lại những cục máy, những cái bộ phụ tùng này hết anh em. À, và Hồng An sẽ tiếp tục tích trữ những cái sản phẩm đẹp, sản phẩm đồ VIP để sau này phục vụ cho anh em mình cần. Bây giờ thật sự mình đang thiếu đồ mà anh em, mình đang thiếu rất nhiều món hàng đầu lòng dê lửa lắm, nhưng mà bây giờ hiện tại xe chất lượng thật sự là không đủ cho mình rã đâu anh em, không đủ xe cho mình rã đâu. Giờ xe đẹp, xe VIP, máy VIP giờ rã ra nó phí lắm, không đủ đồ cho mình để mình bán đồ, năm ra mình phải đi gom nữa anh em. Mình gom những bộ đầu lòng dê lửa VIP, anh em nào mà có những cái sản phẩm đó hãy gọi cho Hồng An đi, mình sẽ rã ra mình đổi đồ cho anh em luôn đó. Anh em có những chiếc xe mà cọp muốn bán cái đồ đó mình vẫn mua nha anh em ha, mình sẽ đổi những món hàng khác tương xứng với anh em dùng được, mình sẽ thu lại giá rất là cao. Những cái đầu lòng máy tăng đa, dân zin, nồi zin của những chiếc xe anh em mình đang dùng đó, chạy qua shop mình cảm nhận thử, mình test thử rồi mình sẽ mua của anh em, rồi mình sẽ đổi cho anh em một sản phẩm khác cũng chấp nhận được, dùng được, vẫn bảo hành cho anh em mình dùng. Nhưng mà mình mua mình bù lại cho anh em tiền nha, bù lại cho anh em tiền những cái bộ đầu lòng dên VIP, nồi VIP, mình ráp những sản phẩm rẻ tiền hơn, anh em vẫn chạy bình thường, vẫn ok hơn. Nhưng mà mình những sản phẩm đó mình sẽ để dành lại, sau này mình ráp cho những anh em họ cần những cái sản phẩm chất lượng hơn nữa, họ cần những cái sản phẩm tốt VIP hơn, vì sau này phụ tùng nó hết hàng rồi anh em, càng rã càng tháo hết hàng đẹp rồi, mình phải tích trữ anh em ơi, mình đang tích trữ hàng nha anh em ha. À, anh em nhà mình có những con xe mà cọp cọp á, đẹp đẹp ít đi á, muốn đổi đầu lòng bên mình vẫn bù tiền cho anh em, muốn đổi dên bên mình vẫn đổi bù tiền cho anh em hết, bù tiền nha, đổi và vẫn bù tiền cho anh em nha anh em ha, không phải đổi mà để anh em mình không có tiền đâu, đổi hàng đẹp bên shop mình bù tiền cho anh em luôn, ráp giùm cho anh em luôn. Nếu anh em xe những con xe mà 20.000 cây, 30.000 cây, rim thái, quay thái, quay pha cũng vậy, bên shop mình sẵn sàng mình đổi hàng, đổi đồ trong cục máy cho anh em, bù tiền cho anh em luôn nha anh em ha. Anh em có thì cứ chạy qua shop mình, rồi shop mình kiểm tra kỹ, rồi mình sẽ tư vấn giá cả bù bao nhiêu tiền đó anh em. Đó, mình sẽ có thợ ráp riêng cho anh em luôn nha anh em ha. Rồi, nói chung thì clip cũng rất là dài rồi anh em. Ở đây có những cái thùng xăng đẹp nha, dành cho anh em ráp những con rim cọp anh em ha. Thùng xăng rim nè, super rim nè, quay thái nè, đủ hết. Và các loại đĩa nha anh em ha, các loại heo, heo trước, một bộ tai dây heo của RS, ZX, quay thái, phiêu neo, phiêu X, đủ hết nha anh em, không thiếu nha anh em ha. À, rồi nói chung cái clip hôm nay cũng tương đối là dài rồi anh em, mình cũng đi sơ sơ thôi ha. À, các loại mâm nha anh em ha, mâm FI 207, 208, 209, phiêu X, phiêu neo, phiêu LED, Accenter, Surrider, à, rất nhiều hàng. Anh em cần cái alo shop mình nha anh em ha. Anh em nhớ nha, bên shop mình bán tiêu chí là nói chung là phục vụ cho anh em mình nhiệt tình, uy tín, chất lượng anh em ha. Bảo hành 6 tháng một đổi một cho anh em. Anh em cần hình ảnh trước tiên là phải vô Zalo của mình rồi ha, và cần sản phẩm gì để lại số điện thoại mình gọi lại hoặc chụp hình báo giá. Anh em nhận sản phẩm, trước khi nhận sản phẩm anh em có quyền kiểm tra hàng, vì mình trước khi gửi hàng mình cũng sẽ chụp hình cho anh em mình xem rất là kỹ chi tiết sản phẩm của anh em mình mua đó. Anh em được quyền kiểm tra hàng y như sản phẩm mình gửi cho anh em mình
rồi anh em mình mới trả tiền cho bên shipper cho anh em ha. Trước khi giao hàng thì bên Hồng An đã chụp hình kết Zalo với anh em rồi, Hồng An sẽ chụp rất là kỹ những cái sản phẩm mà anh em chuẩn bị mua đó anh em. Rồi trước khi anh em nhận hàng, shipper giao tới nhà mình đó, anh em được quyền mở ra kiểm tra đúng với trong hình ảnh Hồng An đã chụp gửi cho anh em. Anh em cứ nhận đi anh em. Rồi trong vòng 6 tháng anh em dùng ha, có trục trặc vấn đề bị gì đó, bên shop mình một đổi một cho anh em, bảo hành một đổi một. Nếu không có sản phẩm tương xứng, bên shop mình sẽ trả lại tiền cho anh em. Anh em cứ yên tâm mà dùng nha. Rồi cảm ơn cả nhà. Nói chung là lâu lắm rồi không có lên tổng hợp những cái clip. Hôm rồi nói chung là công việc rất là bận anh em ơi ha. Mong anh em mình hiểu nha. Lâu lâu mình lên clip một cái chia sẻ cho anh em. Rồi Hồng An cũng luôn chúc anh em bà con cô bác mình một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Rồi bye bye cả nhà nha anh em ha. Bye bye.